Tôi không biết mình đang định làm gì, con đang say hay con đang nói, mắt ướt đang trên gối. Cuộc sống đầy đủ là điều nên hỏi khi mà bạn đang cùng tuổi ở trong quán net và còn đang liên minh nhiễm đấng. Con trên trường hay ngoài đường, con không muốn mình bị là điểm nhấn. Con mong muốn ganh tị với tất cả mọi thứ mọi người đang có nhưng vẫn không hài lòng. Mỗi chiều đi học về nhà ngoài mình ra, con có ai ở đây không? Không biết mặt ba mẹ nó ra sao, mẹ có đẹp hay ba trông như thế nào. Nếu có đèn thần con chỉ ước một điều, thấy ba mẹ yêu thương mình đang trao nhau. Mỗi đêm cô đơn, nước mắt con tuôn trào, chỉ thấy điều ước hiện hữu trong chim bao. Mỗi đêm cô đơn, nước mắt con tuôn trào, chỉ thấy điều ước hiện hữu trong chim bao. Không giống những bạn khác, nhiều chuyện phải đau đầu khi bản thân phải gánh vác tất cả từ miếng ăn đến cái nón ở trên đầu. Không có tình cảm, không có địa vị, một nơi nương tựa thì cũng không. Vừa phải đi học, vừa phải đi làm, tiền nhà còn đang nợ chất đóng. Biết là nhiêu đó thật quá sức với một thằng nhóc. Đa số những nụ cười đều thay bằng những lần khóc. Cố bước tiếp không được bỏ chạy như trên chiến trường. Ước kiếp trước đã làm việc thiện như mình liên tưởng. Nên hãy ráng trân trọng những thứ đang có, mặc kệ là có thích hay không. Và phải giữ trong lòng để khi thức dậy chả còn gì, không còn gì phải khóc. Nếu như mà cố vượt qua cực khổ đã xếp một hàng dài, con đầu hàng. Nếu như mà cố vượt qua cực khổ đã xếp một hàng dài, con đầu hàng. Nếu như mà cố vượt qua cực khổ đã xếp một hàng dài, con đầu hàng. Nếu như mà cố vượt qua cực khổ đã xếp một hàng dài, con đầu hàng.